Xin chào quý vị. Để test lại theo yêu cầu. Lúc trước em có test đôi loa Sony Bass 40 hàng khủng kia SS757. Nhưng là khi đó đã test với dòng nhạc trữ tình. Một số bác yêu cầu test dòng nhạc có bass nặng hơn. Thì sau đây em test lại cái clip này. Thật ra là báo cáo với các bác là những đôi loa này nó quá khủng rồi. Nhưng mà để nghe được chất bass của em nói, em quay qua điện thoại này thì đến tai các bác nó chỉ được 40-50% thôi. Các bác sẽ đeo tai phone giúp em. Thứ nhất thế. Thứ hai nữa là em sẽ test qua dòng nhạc liên khúc để lấy tiếng bass lên một chút. Các bác đeo tai phone giúp em nhé. Em test lại để cho các bác thử. Giá của đôi này là 16 triệu 800. Sau đây em xin test lại chất bass của em nó này. Em mở thẳng YouTube trên TV thôi. Quá là chắc. Em chọn dòng nhạc khác cho bác nhé. Xem có lần nào chắc chắc hơn tí chút không. Em chọn được từ thank you.
toàn bộ cái clip em test lại theo yêu cầu, đánh chất dòng nhạc có bát nặng hơn để theo yêu cầu của các bác. Còn tất cả những dòng loa như thế này thì các bác nghe qua đã biết rồi, chất bát của nó thì cực kỳ là chất. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo hai số điện thoại trên nhé. Em trân trọng cảm ơn.